Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Trân trọng kính chào quý khán thính giả đài truyền hình SBTN đang theo dõi chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 16 tháng 8 năm 2021. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào anh Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Và thưa quý vị, chắc quý vị cũng biết ngày hôm qua có thể nói là Afghanistan đã rơi hoàn toàn vào tay Taliban. Trong khi đó thì quân đội Mỹ tìm cách di tản công dân của mình cũng như những cái người mà từng làm việc với Mỹ ở tại Afghanistan. Tổng cộng thì Hoa Kỳ đã điều 6.000 binh sĩ đến để lo cái việc này. Thì chúng tôi nói trước khi đi vào cái phần chi tiết, chúng tôi xin cập nhật với quý vị tình hình sáng ngày hôm nay như sau. Mới nhất cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng của Anh là ông Ben Wallace cho biết là không thể nào di tản hết người dân ra khỏi Afghanistan, ít nhất là trong giờ phút này. Hiện nay thì bên Anh có khoảng 4.000 người dân, công dân của Anh ở tại Afghanistan. Về phía Mỹ thì thưa quý vị, sáng nay Bộ Quốc phòng cho biết là vị chỉ huy hành quân trung tâm ở tại vùng này đã gặp mặt đối mặt với các lãnh đạo cao cấp của Taliban để yêu cầu họ không có can thiệp vào cái chuyện mà di tản ở tại phi trường quốc tế Kabul. Đó là trong khi đó thì cuộc họp tại Doha, thủ đô Qatar ngày hôm qua thì theo tướng Frank McKenzie cho biết là họ đã đạt được cái thỏa thuận với bên Taliban là để đạt được một số cái chuyển giao quyền hành êm thấm và đặc biệt là di tản khỏi cái phi trường an toàn, và nhóm Taliban không được can thiệp vào trong cái chuyện di tản này. Và đó là những cái tình hình mà mới nhất chúng tôi được biết qua cái hãng thông tấn AP. Về phía Ấn Độ thì Bộ Ngoại giao nước này cho biết là họ ngưng tất cả các cái phối hợp tại phi trường Kabul. Và coi như là bên Ấn Độ chịu thua, không thể nào mà rút cái kiều dân của họ về được bởi vì thiếu phương tiện, vân vân và vân vân, và cũng như sự phối hợp. Còn Tổng thống Rumani thì hôm nay ra lệnh là lực lượng không quân của nước này giúp để di tản kiều dân của họ, công dân của họ ra khỏi Kabul. Bên Ý thì một cơ quan truyền thông của Ý cho biết là tình trạng tại Kabul rất là thê thảm, và bây giờ các cái chuyến bay ở bên Ý đang được điều đến đây để mà di tản công dân của họ cũng như binh sĩ ở đây. Bên Hà Lan thì Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan cũng cho biết là đang gửi máy bay đến Afghanistan để di tản nhân viên tòa đại sứ cũng như gia đình của họ và những cái người mà Afghanistan từng làm việc thông ngôn cho bên Hà Lan. Đó là tình hình các quốc gia châu Âu như thế. Ở bên Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng theo dõi tình hình tại Afghanistan và đang tìm cách rút lui quân đội Thổ Nhĩ Kỳ về. Ở bên Đức thì hai chiếc máy bay quân sự của Đức cũng đang trên đường đến Kabul để di tản kiều dân của họ. Đó là những cái thông tin mới nhất. Để coi về phía bên Uzbekistan thì máy bay của quân đội nước này cũng bị trong lúc mà nói là một chiếc máy bay quân sự của Afghanistan bị rớt ở tại Uzbekistan hôm Chủ nhật, và có hai phi công ở trên này mà thôi, và không biết số phận của họ như thế nào. Đó là cái tình hình mà các quốc gia đang tìm cách mà di chuyển cũng như là di tản kiều dân của họ ra khỏi Afghanistan. Sáng ngày hôm nay thì
CNN cho thấy một hình ảnh rất là ghê rợn mà có thể nói là chúng ta chưa từng thấy, hoặc là trước đây nó có nhưng mà thời xưa đó, cái thời mà di tản Sài Gòn đó thì nó không có cái gọi là mạng xã hội để mà coi những cảnh này. Bây giờ thì người ta thấy có những cái cảnh mà thưa quý vị, một chiếc máy bay C-130 của Mỹ chở công dân, chở những cái người mà di tản ra khỏi cái vùng này. Có những cảnh rất là ghê rợn, chúng tôi sẽ chiếu cho quý vị trong giây lát. Thì đó là tình hình mới nhất hiện nay. Còn ngày hôm qua xảy ra những chuyện gì cho đến ngày hôm nay, thưa anh Long? Thưa quý vị, ngày hôm qua rất là bất ngờ là chúng ta biết rằng là Hoa Kỳ quyết định rút quân là ngày 31 tháng 8, nhưng ngày hôm qua còn là khoảng 2 tuần nữa mới là cái ngày Hoa Kỳ rút quân hoàn toàn. Thì ngày 15 tháng 8, ngày Chủ nhật hôm qua, là toàn bộ, như là thủ đô Kabul của Afghanistan bị Taliban tiến vào và họ chiếm luôn dinh tổng thống. Và cũng ngày hôm qua, lực lượng Taliban tuyên bố là chuẩn bị cuộc chiến tranh đã kết thúc và chuẩn bị lập chính quyền mới. Thì hình ảnh của các chiến binh Taliban trên màn ảnh quý vị thấy ở trong dinh tổng thống của Pakistan thì chúng ta biết là game over. Nhưng mà cái điều mà người ta sững sờ là tại sao chỉ trong vòng một thời gian vô cùng ngắn, toàn bộ Afghanistan, không phải là riêng thủ đô Kabul mà toàn bộ Afghanistan, toàn bộ quân lực mà Hoa Kỳ dựng lên 300.000 người và dồn vào đây không biết bao nhiêu tỷ Mỹ Kim để rồi sụp đổ chỉ trong vòng một vài tuần lễ. Tất cả các thành phố, các địa thị trấn, tỉnh lỵ đều coi như là mở ngõ để mà đón quân Taliban vào. Và Taliban chỉ cần đi xe gánh máy hai bánh cứ chở nhau, đèo nhau như thế rồi chở đi vào trong thủ đô. Và chuyện đó nó xảy ra vào ngày hôm qua. Và thưa quý vị, cái chuyện mà Taliban vào thủ đô Kabul ngày hôm qua nó nhanh đến mức mà chính quyền Hoa Kỳ cũng phải là không kịp là di tản hết tất cả những nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ ở tại tòa đại sứ của Hoa Kỳ. Và ngày hôm qua họ phải làm rất là cấp tốc. Thứ nhất là chuyển cái tòa đại sứ Hoa Kỳ về làm việc ngay sân bay. Và cũng có cái chuyện mà hạ cờ rồi cuốn cờ ra khỏi cái tòa đại sứ ngày hôm qua. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta thấy cũng rất là nhanh. Mặc dù sáng ngày hôm nay chúng tôi nghe cái tin cũng rất là tốt cho phía Hoa Kỳ là cái chương trình mà di tản các nhân viên ngoại giao của Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan đã coi như là hoàn tất. Tuy nhiên không, chúng ta cho đến giờ này chúng ta cũng chưa biết là có bao nhiêu công dân của Hoa Kỳ còn kẹt lại ở Kabul, liệu rằng Hoa Kỳ đã coi như là di tản hết tất cả các công dân của mình ở đó hay không. Chúng ta cũng chưa rõ cái thông tin đó. Nhưng những diễn tiến ngày hôm qua xảy ra phải nói là vô cùng sững sờ. Và trên các phương tiện truyền thông và trên các là diễn đàn chính trị đều, thứ nhất, họ lên án cho Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm cho cái sự mà sụp đổ hàng loạt như thế này. Và chính quyền của ông Joe Biden thì đương nhiên bây giờ là chính quyền đương nhiệm thì phải chịu những cái tiếng là chỉ trích là phần lớn cho đến giờ phút này, thưa anh Đỗ Dũng. Trên màn hình quý vị thấy là cái chiếc máy bay Chinook bay qua cái bầu trời của tòa đại sứ Mỹ, chính xác mà nói như vậy, Long. Tất cả nhân viên ngoại giao đã được di tản ra khỏi tòa đại sứ, chứ còn chưa ra khỏi Afghanistan. Họ phải đưa từ tòa đại sứ ra phi trường Kabul đã. Còn ra khỏi phi trường Kabul bao nhiêu chúng ta chưa biết. Chính xác là như vậy, phải nói rõ là nhân viên ngoại giao của Mỹ được di tản một cách an toàn ra khỏi tòa đại sứ Mỹ. Bởi vì cái tòa đại sứ Mỹ ở Kabul, thưa quý vị, là một trong tòa đại sứ lớn nhất hiện nay trên thế giới. Và nhân viên ngoại giao họ là ăn ở trong luôn, họ sống trong đó luôn, và nó một cái khu rất là đặc biệt. Thành ra di tản họ ra khỏi cái chỗ đó thôi bằng máy bay và đến phi trường Kabul. Còn từ Kabul đi về bao nhiêu chúng ta chưa biết. Đó là do tại sao sáng ngày hôm nay quân đội Mỹ đã phải thương thuyết với lại Taliban là không được đụng vào phi trường Kabul. Và ngày hôm qua Ngoại trưởng Antony Blinken cũng nói nếu mà Taliban đụng vào một kiều dân của Mỹ là Hoa Kỳ sẽ trả đũa. Nhưng mà cái cảnh tượng ở tại phi trường Kabul đó, thưa quý vị, không phải chỉ di tản kiều dân Mỹ, công dân Mỹ không, nhân viên ngoại giao Mỹ không, mà nó còn khoảng cỡ 17.000 thông dịch viên và thông ngôn, cộng với gia đình của họ nữa là khoảng là 6-70 ngàn người.
Và xin quý vị coi cái đoạn video này của CNN, quý vị thấy là kinh hoàng luôn, là người ta bán được chiếc máy bay C-130. Đây, nghĩa là chiếc máy bay đi mà người ta bán được luôn, và người ta chạy dưới cái bụng máy bay đó, và có những người bán được nó. Và sáng nay trên đường đi làm thì tôi được biết, đây xin bác kỹ thuật cho các laptop của tôi đây, là có 7 người rớt ở trên máy bay xuống chết. Đây xin quý vị coi rõ sau đây, đây người ta chạy theo cái máy bay. Anh Long thấy có thể tưởng tượng cái cảnh ghê rợn không? Người ta chạy dưới cái gầm máy bay luôn. Ở đây có những người leo lên nè, leo lên cái đuôi máy bay nè. Và khi máy bay bay lên, 7 người bị rớt xuống chết. Anh có thể tưởng tượng không? Đó, họ leo lên luôn nè. Họ không cần biết gì hết á. Coi như là đây là cái cảnh mà chưa hoảng loạn. Không phải là hoảng loạn, họ không biết, họ cứ bám lên máy bay, họ giống từ như xe thôi. Hoảng là những người ở dưới, còn tôi nói những người này là họ không hiểu. Họ bám lên, họ hy vọng họ leo vào được trong máy bay, mà họ không biết là không thể vào được. Không thể vào được. Đó, đó là cái cảnh tượng mà thấy là ghê rợn nhất. Và 7 người đã bị rớt rồi anh. Anh bán máy bay bốc lên là coi như anh rớt xuống là chết. 7 người, Afghanistan. Thì trở lại cái chuyện mà Afghanistan bị rơi vào tay quân đội Taliban mà nó nhanh như vậy đó, thì nó có nhiều lý do lắm. Chúng tôi sẽ phân tích trong cái phần xoáy tin ngày hôm nay vào lúc 11 giờ. Nhưng mà tình hình đó là, thưa quý vị, Hoa Kỳ phải di tản coi như khoảng 60.000 người riêng của Mỹ, không chưa kể các nước khác. Đây quý vị thấy cái cảnh mà người ta đổ ra phi trường là hỗn loạn luôn, và ngày hôm qua đã có tiếng súng bắn. Thì cái tiếng súng bắn đó, người ta không biết là bắn để mà để cho những người khác không leo lên máy bay hay là bắn như nào thì không biết. Nhưng mà nói chung là phi trường Kabul là nhiều người bỏ chạy ra đó. Dân Afghanistan ngày hôm qua có hai cảnh. Đây là cái cảnh họ đốt hồ sơ anh. Đốt hồ sơ giấy tờ trong tòa đại sứ Mỹ. Và đây là cảnh Taliban đi vào. Thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là có một số người dân, người ta vội vã về nhà với gia đình người ta để coi không biết tình hình như nào. Rồi một số đó trên đường đi người ta ùa vào các cái chợ để mua đồ ăn, tích trữ, ta sợ trong những ngày tới là hỗn loạn, sẽ không có đồ ăn. Trong khi đó một nhóm khác thì đi ngược lại, ra khỏi Kabul là đi ra phi trường Kabul. Có những người kéo chiếc vali đi, rồi có những người gọi là lái xe tới bỏ cả chìa khóa xe đó luôn, không bỏ cả chìa khóa xe luôn, họ chạy ở phi trường. Và đây là cái trung tâm mà gọi là làm giấy tờ để đi. Có những người là đến làm giấy tờ, bảo là tôi có hợp đồng làm với Mỹ nè, tôi từng làm việc cho Mỹ, làm thông dịch viên cho Mỹ nè, thậm chí một bà không, đứa nhỏ luôn, bảo tôi chả làm gì với Mỹ cả, bây giờ tôi thấy không an toàn cho tôi xin vô đây, tôi xin đi. Đây là cái ông, thông dịch, quý vị nghe sau đây là ông nói những người này như thế nào, có giấy tờ. Employment contracts, and they're hoping that all this paperwork will be enough to get them a visa immediately so they can get out of this country. Others came here because they're terrified of the Taliban and didn't know where else to go. Đó, như bà này bà nói là tôi chẳng có làm việc cho Mỹ rồi, mà tôi sợ Taliban quá, bây giờ là bà với đứa con vô xin đi Mỹ luôn. Please do something, take my son. They were right to be worried. By late afternoon, the Taliban made a brief incursion into Kabul, probing. They met no resistance. Kabul would be a walkover. Just hours later. Và thưa quý vị, trên màn hình quý vị là ông Tổng thống Ashraf Ghani ngày hôm qua cũng đã coi như là đi qua bên Tajikistan, ở kế bên để lãnh nạn. Và ông cũng nói rằng đây là một quyết định rất là khó khăn. Và trong giờ phút này, ông không muốn có đổ máu, cho nên ông phải đi thôi. Mà thì sáng nay về liên quan cái chuyện ông Tổng thống này mà ở xứ Tajikistan, họ mới thông báo như thế này, là họ nói là chiếc máy bay của ông chở ông Tổng thống Afghanistan không có bay vào Tajikistan và không đáp xuống trong bất kỳ vùng đất nào của cái quốc gia này, và họ không có là hợp tác với cái bên phía Afghanistan. Thì cái tin này là mới được đưa ra, tức là họ không cho biết là ông này đang ở đâu. Dạ, không cho biết ông này đang ở đâu, không biết, không nói ông cho ông này vào xứ này, nhưng mà thật sự ông có vào hay không chúng ta không ai biết. Vâng, và xin quý vị đừng rời màn hình SBTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.